Tắt rồi cực kỳ là dễ dàng khi mà bên phía của OSG, chào các bạn, đó là Eagle Sport, nhưng ở khu vực giữa một pha đi lấy tầm nhìn đến từ vị trí của Juno và bị bắt bớ bởi ba người chơi, trong đó có Lâm Xu. Ừ, đúng rồi, như vậy đó là những tình huống mà con bài Camille nên có. Sau khi có cho mình đó là một cái dấu tranh thắng ở khu vực đường giữa thì tiếp tục bên phía OSG họ đang rao lên khu vực nửa trên. Hai tóc biến, ba tóc biến và người nằm xuống đầu tiên đó chính là Reject, khá là mạnh cho Sun, nhưng ở đây thì B1 anh ta là người lại phải nằm xuống sau. Nên đồng đội của mình Reject có cho mình đó là những cái quyết định là sẽ đổi mục tiêu ở giai đoạn đầu của ván thi đấu này khi mà để cho Ego Esports họ có được ơi bị kéo về chung ngoài phòng bị gây sát thương rất nhiều, chung ngoài phòng không có tốc biến đúng không, và anh ta chắc chắn là sẽ phải nằm lại trong pha thi đấu này rồi. Liệu các thành viên còn lại có kịp ở lấy thành công cái trụ đầu tiên đường trên, sẽ lấy được đó sẽ một tình huống mà đổi lấy trụ một ở khu vực đường Baron, lấy con rồng nước thì Ego vẫn có cửa để có thể chơi với đối phương của mình. Ở đây đang chờ chúng ta thấy những bước di chuyển đó là luôn luôn tập trung nhiều thành viên để lấy những công trình của đối phương, nhưng ở đây là một tình huống băng trụ và người đầu tiên phải nằm xuống đó chính là Sun. Có được cơ hội đại thử thách, nhưng bên phía OSG họ lui ra thành công, không để lại bất kỳ ai cả. Đến từ OSG, đây cũng vẫn đang là thế mà ba thành viên dắt Lâm Xu đi đánh nhau. Chỉ cần Lâm Xu nhốt lại một người là sẽ có khả năng gây sát thương đến từ vị trí của Kirito, và đang bắn là rất rát vào vị trí của Cyrus. Cyrus bị hạ gục, điểm hạ gục dành cho Lâm Xu. Người thứ hai đang ở đây đó là Juno. Juno thoát về với tối kiên cường của mình. Rồng lửa, đây là con rồng sẽ mang về rất nhiều lợi thế dành cho Ego nếu họ giữ được. Trong khi đó bên phía của SG họ có đến 4 người giữ chân được Cyrus. Cyrus mất đồng hồ cắt băng địa chấn được tung ra khá đẹp và tạo góc để cho B1 có thể chơi phía bên kia. Tiona của Trùm Hải Phòng đã phải nằm lại rồi, bên cạnh đó là Nam cũng đã phải nằm lại nữa. Và Reject đang bổ rất đau vào vị trí, đó là vị trí của Dark. Và phía bên đây thì bên phía AZ họ mất đến 3 với một tình huống giao tranh lỗi với đối phương trước cửa hàng rồng. Mang về được một cái lợi thế trong giao tranh để ăn thành công con rồng, một tình huống bắt bớ vào khu vực đường của Sun. Sun bị dính tối hậu thư, pha này thì khó có thể thoát về rồi vì đây là 2 đánh 1. Sun thì Sun nằm xuống là điều nào đổi lại đường trên, đổi lại đường trên. Trả. Chùm Hải Phòng cũng bị tấn công là rất đau, Chùm Hải Phòng cũng bị hạ gục, ăn miếng trả miếng đến từ Ego. Dành thôi, anh ta bắt đầu lắp những cái mảnh nhỏ nhỏ kia lại để lên thêm cho mình. Nhưng đây là một tình huống mà Sun lại bị bắt đến lần 2, mất tốc biến cũng khó có thể thoát về được vì đây là có tối hậu thư. Vì vậy những pha di chuyển cũng khá khó hiểu đến từ Sun, và bên phía của SG họ cũng khai thác một cách cũng rất triệt để. Đúng là như vậy, còn Baron đang được ép đến đánh rất thẳng, ba người Kirito thoải mái đứng từ phía sau chơi, đang cố gắng ôn in để có thể trừng phạt thành công con Baron, sau đó thoát về. Reject di chuyển cực kỳ táo bạo đến từ bên phía hai thành viên của Ego Esports. Họ bỏ qua luôn đó con bùa lớn của mình và đi thẳng bên phía gần của đối phương. Nam mất rất là nhiều máu nha. Nam mất rất nhiều máu, nhưng nếu đánh tiếp thì sẽ là đánh được. Sóng âm chính xác vào vị trí của người chơi hỗ trợ Juno đang bị giữ chân. Trước đó thì Nam bị hạ gục, đánh ngất ngư vào vị trí của Lâm Xu và tiếp tục là cắm cờ vào. Lâm Xu thoát về với một lượng máu cực kỳ thấp. Một tình huống setup vào đường giữa lao lên và B1 là người thấp máu rất nhiều trước thềm giao tranh. B1 bị hạ gục, thậm chí là cả bộ đôi của đường giữa đến từ bên phía Ego cũng đã phải nằm lại. Đấu này bên phía Ego họ có nằm. Dark bây giờ mới đến với những người đồng đội, con rồng còn một nửa máu, bắt đầu tấn công vào vị trí của Sun. B1 cũng đang cố gắng phải bỏ chạy và có sự bảo kê đến từ vị trí của Juno. B1 bắt đầu lao lên bắn vào vị trí của Lâm Xu. Lâm Xu rất thấp máu, Lâm Xu bị hạ gục. Dark bây giờ mới đến, Sun hồi lại lượng máu với những hạt hồi phục của mình. B1 bị tấn công, B1 bị dính máy chém đau suất, bổ lần hai rất nhiều sát thương đến từ Dark và tiếp tục quay ngược trở lại chọn mục tiêu là Reject. Reject lui về với bộ combo của mình. Sun không phải là một người chơi với Fiora có thể cân hai cũng như có thể tạo được nhiều tiền đề, thậm chí anh ta còn đang bị bắt ngược trở lại đến từ bên phía của đối phương. Nhưng trụ vẫn còn khoảng 700 máu, một tình huống can thiệp đến từ B1. B1 bắt vào người vị trí của Lâm Xu. Lâm Xu đã mất tốc biến, bị hất tung lên bởi đại địa chấn và mạng hạ gục dành cho Sun sau pha thi đấu vừa rồi. Từ cả tóc biến của mình đã đổi lấy đi đó là cái tóc biến của Trùm Hải Phòng. Dark hơi tự tin quá thì phải, anh ta đang đứng rất cao và khi bị bắt bớ vào đến từ vị trí của Reject là rất khó khăn để bỏ chạy. Một tình huống máy chém nó sân cấu đi lượng máu rất đau đến từ vị trí của B1. Nhưng B1 bắt đầu có được tiếng nói của mình rồi và bắn ngược trở lại cũng là rất rát. Đối phương đường giữa, Cyrus tiếp tục bị tấn công. Cyrus thoát về được thành công. Trong khi đó thì Lâm Xu cũng đã mất tốc biến bỏ chạy. Sun bọc đầu vị trí của Trùm Hải Phòng. Sun bắt đầu có những tình huống chọc của mình, kích hoạt thành công đại từ cách tốc biến đuổi theo. Trùm Hải Phòng bị hạ gục, một tình huống xoáy tốt đến từ vị trí của Cyrus. Hất tung lên, Lâm Xu bị hạ gục. Hai thành viên còn lại đến từ AZ cũng không dám lao vào cứu những người đồng đội của mình. Phí dành cho bên phía của AZ. AZ cũng ăn một cách khá khéo khi họ đứng ở bên sâu phía nửa trong của Baron. Dark biết điều này, anh ta báo hiệu cho những người đồng đội của mình ăn thật nhanh, anh ta bỏ lại cái mạng của mình cũng được là không sao. Và đâu Baron được ăn thành công dành cho AZ một cách rất dễ dàng. Ta khỏi vùng kiên nhẫn dịch rồi. Dịch chuyển rồi. Dịch chuyển bọc đầu đến từ Sun. Bên phía AZ họ lùi lại một nhịp và bên phía của Ego họ nắm quyền kiểm soát xung quanh đây. Juno là người đứng cao để có thể khép góc các thành viên. Siêu bom đấy rồi. Ra B1 mất 1/2 cây máu, B1 phải bỏ chạy. Đội hình ASG phản công. Ego không dám nhìn con rồng nữa và con rồng tiếp tục được ăn một cách rất dễ dàng dành cho bên phía của ASG, dành cho Ego. Hiện tại thì ở khu vực đường Baron thì sao đó, anh ta với mặc dù thua một cấp độ nhưng vẫn rất là hộ báo.
Tại thử thách được tung ra, 5 stack đã có, 2 điểm yếu được chọn, 3 điểm yếu được đã có. Và đó là tình huống kích mạng được thử thách, nhưng Ego đó anh ta vẫn có được mạng, đó là Sun. Và hiện tại thì B1 anh ta có mặt ở đây để gỡ gạt lại được. Nhưng mà hiện tại thì Lâm Sun anh ta không muốn cho B1 lui về. Đó, Nam vẫn lùi về thành công, anh ta trả ngược sát thương và Lâm Sun là cực kỳ đau. Nam bắt đầu chống chịu lượng sát thương đến từ trụ, Nam bị giữ chân đến từ vị trí của Rizek. Nam không thoát ra được khỏi cái đại địa chấn, Nam phải nằm lại. Hai bên mỗi bên đổi mạng cho nhau. Thấy Dark anh ta cầm Fiora, anh ta đi con Darius đến từ vị trí của Sun, nó là như thế nào đây? Tiếp tục là một tình huống gọi hai người lại xuống đây để bắt vào vị trí của Dark. Và ngay lập tức tấn công thẳng vào con Baron đến từ các thành viên còn lại bên phía của AZ, chỉ mất giáp thiên thần mà thôi. Reject với và có dịch chuyển lên đây, 4 đánh 4, 4 đánh 4 ở tình huống này. Vẫn là đủ combo đến từ bên phía của AZ, không đó là bên phía của Ego. Và Chùm Hải Phòng mất đồng hồ cát, sau khi sống dậy anh ta có sống sót đấy không? Anh ta tốc biến qua phía bên kia tường, bị truy đuổi theo bởi Reject phía bên đây. Lâm Su đá được một người, nhưng anh ta cũng không còn lượng sát thương để có thể chơi nữa. Với OZ họ sẽ làm sao đây? Có muốn ép mạnh vào con rồng này hay không? Đây khi hay đó là những tiếp tục những bước nhảy múa. Nam Nam ta lao lên. Lâm Su còn 1 phần 2 cái máu. Lâm Su insect được một người, đó là B1. Nhưng B1 vẫn có quay tốt. Anh ta trả ngược sát thương vào vị trí của Kirito. Kirito mất đồng hồ cát. Kirito đang nằm trong họng súng đến từ vị trí của B1. B1 hạ gục được Kirito. Sau đó quay ngược trở lại dot và kill, đúng hơn là dành cho Cyrus. Và Cyrus tiếp tục có những tình huống điều cầu của mình. Bên phía AZ họ mất đến 3 người và con rồng cuối cùng của trận thi đấu này nó thuộc về bên phía của Ego Sport. Họ cắm rất là nhiều mắt ở đây, khu vực đường rồng nha. Đang có một tình huống bọc đầu đến từ bên phía của Reject. Reject úp được một người, đó là Lâm Su. Lâm Su không còn chiêu thức để bỏ chạy. Lâm Su bị hạ gục và Ego quay ngược trở lại một tình huống dịch chuyển quay về để bắt. Ơ sao được? Làm sao mà được? Làm sao mà được? Có 4. Ôi được mình kìa. Orianna bắt đầu quay về, Orianna sử dụng không còn cú xoáy nữa. Nhưng trụ là cực kỳ nhiều máu và chống chịu cũng là rất lâu, chỉ có phải phòng có đuổi. Nhưng liệu có đủ hay không đây? 30 á, thế đủ rồi. Chiến thắng 1 đều dành cho bên phía của Ego, không sao cả. Hơi lâu một tí nhưng vẫn là 1 đều dành cho Ego Sport. Ý tưởng là có đến từ bên phía của OG. Ý tưởng là có khi mà một mình đó là đó anh ta tiến vào và đó là 4 cú dịch chuyển đến từ các thành viên còn lại của SC họ tiến vào. Nhưng không hãy phải nhớ tiền mùa giải, không phải tiền mùa hãy giải. Hãy nhớ lại đi, sau những cái màn bắt đo mà bên phía SC họ thực hiện thì bên phía Riot cũng đã có những bước tinh chỉnh cho đó là cái chủ nhà lính. Nếu nó chỉ là một tình huống có tính chất gây cười thôi, trong khi đó thì Reject anh ta thành công được con cua sau quanh ngược trở lại trả sát thương cũng rất đau ở vị trí của Lâm Sù. Juno đứng phía sau khỏi thoải mái búp, trong khi đó Cyrus cũng là một lượng sát thương cực kỳ dồi dào, chiến công đầu dành cho Vivian Ego, thậm chí là double kill dành cho vị trí của Reject. Reject bị hạ gục nhưng ASG họ cũng mất đến 3 mạng và triple kill dành cho Reject. Xoét con cua giùm người chơi đi gần của mình nữa cơ. Rồi và lên tiếp là tình huống hất tung tốt đến từ vị trí Juno. Juno mất tốc biến, B1 thì không còn tốc biến nữa thì phải, đúng là như vậy. Anh ta bị hạ gục bởi vị trí Seraphine trong tay của Chùm Hải Phòng, quay ngược trở lại đến từ Reject. Reject với triple kill của mình, anh ta có lượng sát thương là vô cùng dồi dào, phải đu vào con cua để bỏ chạy đến từ vị trí của Lâm Su nhưng vẫn muốn truy đuổi đến từ Reject. Anh ta chưa hồi lại combo kỳ kích của mình, không gặp phải sự bắt nạt quá nhiều đến từ bên phía bên kia nữa. Trong khi đó con rồng nước này đang được ăn rất nhanh và nó giữ được thành công đến từ vị trí của Reject. Hạ màn chung 4 người, bắt đầu tiến lên giao tranh đến từ phía của AZ. Người đầu tiên phải nằm lại đó là Cyrus, nhưng trả ngược sát thương cũng là rất đau. B1 đang có một góc bắn khá đẹp. B1 hạ gục được các thành viên bên phía của AZ rồi. Một tia còn lại đó là Kirito mà thôi. Vật double kill dành cho B1. Đường trên bắt đầu đại thử thách vào người của Sun. Sun sử dụng chiêu cuối để bỏ chạy rất đơn giản. Lâm Su ở những cấp độ đầu, Nam đang không có được cho mình những lượng kinh tế nhất định để có thể phòng ngự. Đấy, mặc dù dựng tối kiên cường cũng mất đến 1 phần 2 cây máu đến từ những cú thả bom. Siêu bom địa ngục, Kirito rời khỏi giao tranh, dập đại địa chấn lao vào B1 ngay lập tức lao lên đội hình của đối phương. B1 bị khống chế, B1 bị làm choán. B1 mất tốc biến để thoát về với những người đồng đội của mình nhưng không sao. Họ hạ gục thành công được một người, cung ánh sáng không đủ sát thương để hạ gục B1. Ở Lâm Su, Lâm Su cũng có một góc đứng khá an toàn để đối phương không bắt được. Nhưng là đủ khoảng cách để cho ba thành viên còn lại lấy trụ là vô cùng nhanh lao vào. Insect được một người, đó là Cyrus. Cyrus mất tốc biến đổi vào chạy, anh ta sử dụng cái gói thuốc nổ để thoát ra. Chiêu cuối của Juno, nhưng Juno cũng đã bị hạ gục rồi. Và anh ta phải nằm lại nhưng giữ cho Cyrus thoát về thành công. Cái tam hợp kiếm nữa, một tình huống Sun muốn bắt vào vị trí của Dark nên sử dụng cái không thể cản phá nó chuẩn chỉ hơn một chút khi đối phương mất phản đòn. Nhưng không thể cản phá chưa hồi phục, B1 đến bắt đầu gây sát thương vào vị trí của Dark. Dark được hồi phục khá nhiều với cái đại thử thách của mình. Sau đó Dark cố gắng co quay, Sun biết mình làm đủ nhiều rồi nên đã đứng lại để cho B1 làm nốt. Đứng vào xanh khu vực đứng giữa với việc mà không thể cản phá đã được hồi phục, không thể cản phá chúng một người, đó là Chùm Hải Phòng. Chùm Hải Phòng bắt buộc phải bỏ chạy trước khi nằm xuống, ta đặt ra một cú hạ màn. Băng địa chấn cũng đã hết tác dụng. Bên phía của Ego Sword bắt đầu tiến lên với góc bắn vô cùng thuận lợi dành cho B1. Kirito không dám bắn trong pha giao tranh này vì các thành viên chống chịu của họ đã phải nằm xuống một cách quá nhanh chóng.
vàng khiến cho bên phía của Eagle Sport họ sẽ thoải mái giao chân đường siêu bom được nổ ra. Đấy đi một nửa lượng máu của Trường Mai Phong. Và ngay lập tức lao vào dậm đại địa chấn, sức sát thương đến từ bên phía của Eagle là cực kỳ dồi dào khi B1 vẫn có góc để bắn. Hai thành viên đó là Kirito của Trường Hải Phòng bắt buộc phải bỏ chạy về trong phần trụ để hồi máu. Các thành viên còn lại thì bắt đầu đi bụi rồi và mang hạ gục dành cho Juno. Nên sẽ là một thế trận mà AZ có thể đánh ngược trở ra. Và với hai người chơi này liệu tốc độ có là đủ đầy hay không đầy? Có gọng gió nha, có gọng gió. Lâm Xu đã gần tiếp cận được mục tiêu. Đấy, một tình huống nhưng ở đứng giữa một người bị bắt lại đó là Trường Hải Phòng. Tôi không hiểu cái hướng di chuyển vừa rồi của Trường Hải Phòng cho lắm. Các bạn thôi thì khiến cho AZ có thể đánh được. Đây đánh được nha, Dũng lao vào giữ được một người. Và ngay lập tức bốc hơi đến từ Nam Dũng. Ôi trời ơi, B1 lao vào giữa đội hình của đối phương. Bắt đồng hồ can không sao cả, trả ngược siêu bom địa ngục là rất đau đến từ vị trí của Silas. Và B1 có được double kill, bắt đầu lựa chọn những mạng tiếp theo của mình. Và triple kill dành cho B1 Silas. Và chiến thắng 2-1 dành cho AZ. Một bộ mặt rất là mới mẻ trên phía của Ego Sport. Anh Phong hãy nhìn tỷ số của họ đi. Ba rồng là kiểm soát được. Và thậm chí đó là những mạng gục của họ có là gấp so với bên phía của OSG. Juno sẽ là thua thiệt về mặt sát thương cũng như chiêu thức, trong khi đó hất tung được hai rất tốt đến từ vị trí của cô gì. Sun đang bị tấn công và anh ta mất lượng máu là cực kỳ thấp. Sun tốc biến qua phía bên đây tạo lượng giáp lên, anh ta vẫn có quay là khá lâu. Sun có được cho mình đó là chiến công đầu, sau đó quay ngược trở lại. Bây giờ Sun mới bị hạ gục, cầu đủ thời gian để ba thành viên còn lại tới hỗ trợ kịp thời. Và tiếp tục là lợi thế về mặt giao tranh dành cho Ego ở những pha giao tranh đầu tiên. Tay của Rizek bắt đầu có được cái giáp thiên thần. Những tình huống anh ta băng vào trong giao tranh, anh ta sẽ có thể có quay được một khoảng thời gian là khá lâu. Trong khi đó thì anh ta đang ăn tốc độ không phải là nhanh lắm với con sứ giả này. Quay ngược trở ra trả sát thương bằng địa chấn cũng được dồn vào. Koji mất tốc biến bỏ chạy, Koji khép góc được một người đó là Silas. Silas sử dụng cái gói thuốc nổ thoát ra, Koji cướp thành công con sứ giả. Và Juno thoát về với một chấm máu đang bắn thoải mái, đó là B1 từ tuyến sau. AZ bắt đầu di chuyển chung với nhau để tìm những người chơi đơn lẻ. Một tình huống gói thuốc nổ cũng là rất hay. Lâm Xu sử dụng thảm lửa lên và bị úp đại địa chấn vào đến từ vị trí của Silas. Silas có sự bảo kê của B1 từ phía sau. Siêu bom địa ngục là rất nhiều sát thương. Và Lâm Xu bị hạ gục, một tình huống xoáy hai người. Bão đạn được tung ra, Koji rất thấp máu. Koji thoát về với sự hồi phục của dây chuyền chuộc tội. Sứ giả được thả từ sau phần trụ. Coi con sứ giả này cũng chỉ có được cho mình đó là một hit mà thôi. Không phải là Ego Esports họ kiểm soát được ở thời điểm hiện tại. Là một tình huống tranh chấp trừng phạt nữa, đúng hay không? Koji bây giờ mới đang di chuyển ra, rồng dành cho bên phía người của Ego Esports khi Koji đến quá chậm. B1 liên tiếp bị tấn công, yên trả sát thương và Lâm Xu cũng là rất đầu. Lâm Xu không còn khả năng giao tranh, tốc biến lên, bắt được một người đó là Lâm Xu. Rất hay, đó là Sun. Anh ta bỏ lại mạng của mình cũng được vì xạ thủ của đối phương đã phải nằm lại rồi. B1 bị hất tung lên và siêu bom địa ngục khép góc là khá hay. Nam bị nằm lại, điểm hạ gục liên tiếp dành cho vị trí của Rizek. Rizek tiếp tục đuổi theo, đó là B1. B1 tốc biến lên bắn là khá đau vào người của Dark. Dark bị hạ gục và B1 đang thấp máu. B1 tạo giáp, B1 bị lăn cầu nhưng không sao, B1 vẫn thoát về được cái đối phương và tìm kiếm những cái lợi thế ở một nửa khác của bản đồ. Không có vẻ như là họ muốn khô máu ở pha giao tranh này. Và phát hiện ra một lượng mắt của đối phương, Koji đang cố gắng chọn góc ở nửa dưới còn lại của bản đồ. Ôi, để thế có thể này tấn công ra đây quá. Và bắt đầu lôi rồng ra đến từ bên phía của Ego. Rồng quay ngược thế, trở lại với 1/3 cây máu. Họ muốn đánh sau trong pha thi đấu này. Cầu được đặt ở một góc khá chí mạng, có thể là một tình huống xoáy. Lâm Xu, Koji đã cố gắng trừng phạt, Koji trừng phạt thành công nhưng anh ta cũng đã phải nằm lại rồi. Bắt đầu là những tình huống dướn lên bắn đến từ vị trí của B1 cũng như là Silas. Nhưng Silas hơi thấp máu, Sun bị hạ gục một cách khá sớm. Cố gắng bỏ chạy đó là Dark với lượng máu ít ỏi của mình, mất giáp thiên thần đến từ vị trí của Rizek. Trong khi đó Lâm Xu phía sau vẫn được thoải mái chơi. Double kill dành cho Lâm Xu. Lâm Xu bị hạ gục và bị đánh ngất ngư đến từ vị trí của Trùm Hải Phòng. Đấm là rất đau, bất đồng hồ cát nên bỏ chạy đến từ Rizek thì đúng hơn. Và bên phía IG họ gỡ được lại một con rồng gió, bỏ lại hai mạng. Ba muốn cho mày nhưng khoan đã, một tình huống bắt bớ vào người đó của Koji. Sau đó có khả năng đu theo đến từ vị trí của Juno. Cũng làm choáng lượng khống chế là vô cùng nhiều. Cử ra để ngăn chặn những bước tiến lao vào đến từ xoáy hai người. Lượng sát thương là quá nhiều, Sun bắt buộc phải dựng chiêu cuối để chặn đường. Và Sun đồng ý với việc anh ta phải nằm lại, bốn thành viên còn lại biến về. Thôi, như vậy ở thời điểm hiện tại thì Nam nhưng, lên giáp chiến sĩ ở thời điểm này thì chống chịu làm sao nổi. Trong khi đó thì mục tiêu tiếp tục bị bắt vào, đó là Koji. Bão đạn được tung ra, Koji mất cho mình thương. Đó là giáp thiên thần. Chờ một tình huống chiêu cuối đến từ Sun nữa là có thể có được mạng hạ gục. Thậm chí là không cần chiêu cuối vẫn có được mạng hạ gục của Koji. Koji chưa chống chịu đủ khỏe với lượng sát thương mà chưa về. Dark chưa về, đồng nghĩa với việc đây sẽ là pha mà có lấy được chơi một tình huống xoáy rất hay đến từ Trùm Hải Phòng. Và anh ta lấy được mạng hạ gục của Silas, chặn hoàn toàn ý đồ tấn công. Người Sun và Ezuno đang là hai thành viên cứng cáp nhất và đang đi đầu dịch chuyển xuống.
đến từ vị trí của Rizek đánh ngược trở ra một cách rất nhanh chóng. Chiêu cuối của Sun không trúng được quá nhiều người, băng địa chấn giữ chân được cho B1 để có thể chơi từ phía sau. Xoay hai trúng hai đến từ Chùm Hải Phòng và anh ta quay ngược trở lại nhưng B1 chưa bị hạ gục. B1 mất đồng hồ cát, Chùm Hải Phòng mất tốc biến, Chùm Hải Phòng không hạ gục được Zuno. Zuno rất thấp máu, đang bị hạ gục. Triple kill dành cho B1, còn một mình Chùm Hải Phòng nữa mà thôi. Sẽ bóng nhiều được tung ra. Chùm Hải Phòng đang cố gắng co quay, cố gắng lấy mạng của Sun, nhưng Sun bỏ chạy để cho Cyrus ở đây. Và một tình huống sử dụng chiêu một không có quá nhiều sát thương và cố gắng hạ gục được Chùm Hải Phòng. Và đấy cho người chơi đồng đội của mình, Cyrus phải solo với con bài Orina và thậm chí Cyrus phải mất tốc biến để lui về nếu cứ không muốn phải nằm xuống. Thắng rồi. 3-1. 3-1 dành cho Ego. Chúc mừng Ego trong trận thi đấu này khi họ đã có được điểm số đầu tiên của mình. Và một trận thua liên tiếp nữa dành cho ASG.